Trước đây, mình chứng cho điều đó. Và trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Nhiều người hâm mộ biết được bóng Triều Tiên còn xuất lên hẳn. Sẽ thi đấu ra sao? Phút đầu tiên. Trần Sáng, Phú Nguyễn rất điểm, không thành công. Tốt của không thể thông qua phải có thủ về phía Cường Quốc. Rất nhanh của tay thủ Cường Quốc. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn rất nhanh của các thủ Cường Quốc, xuất phát từ một pha phản công bên phía cánh trái. Phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua. Đánh đầu tiên của trận đấu cũng đã lên dứt điểm. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm. Rất hay cho các thủ Cường Quốc và bây giờ là giải Hoàng Long kịp thời làm chủ tình hình. Thanh Nam, Xuân Nguyệt, Trung Hà, Xuân Sáng dứt điểm rất đẹp mắt và đây đẳng cấp. Tình huống ghi bàn bàn chân không thuận của Sáng Persie. Rõ ràng những khoảng trống như vậy không nên xuất hiện và Sáng Persie đã trừng phạt pha phá cửa của Cường Quốc bằng một bàn thắng. Tình huống dứt điểm rất đẹp mắt. 1-0. Sự nguy hiểm của Sam Percy là điều đặt dự báo từ trước. Cái chân trái đầy ma thuật của Sam Percy. Thế nhưng vừa rồi thì Sam Percy đã ghi bàn bằng chân không thuận. Thế nhưng vẫn là một cú sút rất đẹp mắt. Ngay sau đấy thì cao thủ Cường Quốc đã có một tình huống hãn đến từ những người cũ của Thành Đông, Hà Bèo hay Sáng Persie, cả Hưng Sộp nữa. Cơ hội dành cho Sáng Persie không thành công. Là hai cái tên Sáng Persie và Hưng Sộp. Số 8 sẽ chơi rộng hơn. Trong khi đó Hưng Sộp sẽ đảm nhiệm vị trí của tiền đạo cặp. Hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Tiến Châu Phi và một đường căng mang rất mạnh đã tạo nên một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Mạnh Trình. Dứt điểm. Người đưa ra pha dứt điểm vừa rồi là Quốc Triệu. Hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số là 1-0. Dứt điểm siêu phẩm của Hưng Sộp. Cú dứt điểm trái phá của cầu thủ áo số 24 rất bất ngờ. Hàng phòng ngự của Cường Quốc đã không biết làm gì trong tình huống vừa rồi. Cú dứt điểm rất hay của số 24 Đinh Văn Hưng. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý rồi dứt điểm của Hưng Sộp. Cú dứt điểm quá mạnh và thủ thành Hoàng Long đã không thể làm gì. Thứ dứt điểm rất mạnh của Hưng Sộp. Xuân Nguyệt, pha phản công của các thủ Cường Quốc, dứt điểm. Câu trả lời một cái tên, một tên Hưng khác là Triệu Quốc Hưng. lỗi của số 7 bên phía Hiệp Hòa, lỗi bị của Cường Quốc. Và quả thật đấy là đẳng cấp của Sáng Persie. Chỉ một sai lầm nhỏ đã khiến cho Cường Quốc phải chịu bàn thua thứ 3. Và một lần nữa thì cái tên quen thuộc được xướng lên lại là Sáng Persie. Tình huống bứt lên rất nhanh rồi dứt điểm bằng chân trái của Sáng Persie. Và bấm bóng đầy đẳng cấp. 3-1 dành cho Hiệp Hòa và cú đúp của Sam Percy. Quốc Hưng. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ Hiệp Hòa sẽ phòng ngự. Rõ ràng họ sẽ rất muốn bảo vệ kết quả mà mình đã có được trong những phút trước đó. Sáng Percy. Vẫn là Sáng Percy. Đường chuyền. Và 4-1. Một lần nữa dấu ấn của Sáng Percy lại được đặt lên bàn thắng của Hiệp Hòa. Và đi bóng rất tốt và đường chuyền vào. Rất vừa tầm. Tình huống đệm bóng đơn giản của cầu thủ bên phía Hiệp Hòa. Pha ghi bàn của Phạm Thanh Hiếu rất đơn giản khi mà Sáng Persie đã làm gần như tất cả rồi. Tiếp tục là pha cắt bóng tốt của Lương Thanh Nam. Hoàng Long. Bình Tùng. Cầu thủ của Cường Quốc đang tổ chức dồn lên tấn công nhiều hơn. Chú Quân. Và cắt bóng của Anh Mộng. Tiếp tục là Anh Mộng. Dứt điểm. Không có bàn thắng thứ 5 dành cho Hiệp Hòa. Đường nhà bóng vào về của Anh Mộng và người đập phá dứt điểm là số 10 Huy Hoàng. Chuyển bóng lên của thủ thành phía Hiệp Hòa, đá biên. Thì tôi nhận được thì trận đấu cùng giờ các thủ môn đang dẫn trước Hồng Lĩnh với tỷ số 1-0 và đó là lý do huấn luyện viên Vũ Nghệ vào sân. Đó là phạt góc của Hiệp Hòa. Đào Chí Hiệp là người thực hiện tình huống đá phạt góc. Thanh Hiếu, Lương Thanh Nam, tiếp tục là Thanh Nam. Đường chuyền vào, dứt điểm và đã có bàn thắng thứ 5 dành cho Hiệp Hòa Ruk và người ghi bàn là số 9 Đào Chí Hiệp. Một trận đấu với rất nhiều điều để nói. Và chủ tịch câu lạc bộ của Hiệp Hòa cũng đã có một bàn thắng cho riêng mình. Và đúng lúc này thì trận chính cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Hiệp Hòa Ruk và Cường Quốc. Kết quả cuối cùng là chiến thắng 5-1 nghiêng về phía các thủ Hiệp Hòa. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Thì đã thể hiện được rất nhiều điều ở trong 6 phút chính thức của trận đấu. Và đến đây thì buổi trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được dừng lại. Xin cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý vị các bạn. Xin chào. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong lượt trận thi đấu thứ 2, trận đấu giữa Luxury Hạ Long và Tư Sơn. Và share nhịp đập iPhủi và iPhủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.